Cái này phải tháo từ mặt trên. À, vậy thì phải lấy cái kim. Mình phải cạo hết cái keo này. Đó. Cạo hết cái keo keo của nó ra thì mới để tháo được. Đó, các bạn thấy cái keo này. Không, có mình cũng có thể lấy cái kim. Em sẽ cố gắng làm sao mà không 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 tháo máy nhé. Đó. Nó cách tốt nhất là không tháo máy. Cái này là do rơi là do người ta đánh cầu lông thì rơi. Cái này là free đây nhá, miễn phí à. Mình sẽ cạo hết cái keo đi. Thực ra là cái này nếu mà các bạn là cái này mà gắn keo rồi ấy, thì các bạn dùng xi lanh nhá, rất khó ra nhé, vì keo nó trôi hết xuống dưới này. Đó, keo nhiều lắm. Đấy, keo nó trôi dưới rất nhiều. Đấy. Hay keo. Đó. Mình kéo kéo cho nó keo nó ra thì này đỡ thì rất nhiều. Một cái ưu điểm là cái đồng hồ này là đồng hồ xịn nên là mặt kính của nó cũng là mặt kính xịn nên không sợ lo vỡ. Nó là mặt sau kia nên là không lo vỡ. À, đây là một cái ưu điểm của cái nó, mặc dù là phải tháo từ mặt mặt trên, nhưng hôm nay phải tháo từ mặt trên nhé. Đó.